Wow, mình đã câu thành công em cá voi đầu bò. Và cái kích thước rất là lớn nha mọi người ơi, 2294 cm luôn. Rồi, và các bạn may mắn đã trúng giải trong cái mini game hôm qua của mình, đó chính là bạn Khuyên Vũ. Và có cái nick game đó chính là Ông Giáo Thịnh. Đó, để may mắn trúng cái giải của mình đó chính là cái Vương Miện 12 Thỏi Vàng. Đó là mình lại sẽ ra tặng quà cho cái bạn Ông Giáo Thịnh này nha. Và mình sẽ là kết thúc cái sự kiện mini game ở đây. Đó, và hẹn các bạn là trong cái sự kiện mini game tiếp theo. Và các bạn đừng quên là cho mình lượt like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt mốc tiếp theo là 30.000 người đăng ký. Và ngày hôm nay là chúng ta có thông tin mới của phiên bản cập nhật đó 1.61 Bonobono đó các bạn ơi. Rồi, xin chào, chúng tôi là Play Together đó Bonobono và những người bạn đáng yêu đã tìm đến đảo Kaya. Và các bạn là hãy ghé qua quán cà phê đặc biệt ở trên bãi biển đó và giúp là Bonobono thực hiện các nhiệm vụ. Và như vậy là chúng ta sẽ có thêm cái khu vực mới đó ở ngoài Playa nha các bạn ơi. Đó, chỗ ngồi bãi biển nha. Này sẽ được chỉnh sửa lại và cập nhật thêm khu vực dành cho các nhân vật NPC Bonobono. Và khi là chúng ta là thu thập tất cả các xu và hoàn thành sự kiện đó, và chúng ta cũng có thể là nhận được phép bốc thăm chứa các vật phẩm, ví dụ là phán trượt nữa nghe mọi người. Và ngoài ra là khi câu cá ở cái khu vực mới này đó, chúng ta sẽ có cái hồ nhỏ nhỏ. Nếu mà may mắn là câu cá đó, chúng ta sẽ là trúng được một cái sò Bonobono nữa nha mọi người, rất là giá trị luôn. Và ngồi ra là tại cà phê đó, bạn có thể là nấu những món ăn có hiệu ứng đặc biệt khiến bạn nhớ đến những người bạn Bonobono nữa nha mọi người. Rồi ok, không biết là có hiệu ứng gì nữa đây. Và tí nữa là mình sẽ chạy ra ngoài Playa đó để mình tham quan thử cái khu vực mới này. Và tiếp theo một cái sự kiện mới đó chính là hãy tìm quả đủ màu. Và cái quả đủ màu này đang trốn ở trên đảo cây e nha các bạn ơi. Đó, và nếu là chúng ta là thu thập tất cả quả trên cây đó thì chúng ta có thể là nhận được các phần quà nếu là thu thập. Và cái đợt cập nhật này là mình không thấy cái hình ảnh của cái phần quà bạn đem danh người ơi, chỉ thấy ở đây chính là vé bốc thăm nè, thức ăn chứa hiệu đặc biệt nè, và ba lô giống hệt Bonobono. Thì là theo mình đó chính là cái hình ảnh này nha các bạn ơi, đó cái ba lô Bonobono màu hồng này nha mọi người. Và là thêm vật phẩm mới trong cái xưởng chế tác đảo cái e đó nha các bạn. Và là chúng ta có thể là chế tạo những vật phẩm khác nhau đó liên quan đến Bonobono nó nha mọi người. Wow, quá là đẻ luôn. Và là thêm chế tạo những cái chiếc ba lô đó nè các bạn ơi. Và thêm là vé bốc thăm giúp bạn nhận nhiều vật phẩm khác nhau nữa nha các bạn ơi. Đó, wow, và như vậy là chúng ta có thể là chế tạo được cái vé bốc thăm nữa nha mọi người. Và là sau khi là chế tạo được cái vé bốc thăm này đó, chúng ta sẽ là mở ra và nhận các phần quà mới nha. Đó, quá là đẻ luôn. Và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem đó cái tỷ lệ hộp bốc thăm mới và hình ảnh hộp bốc thăm mới nha mọi người trong cái phiên bản vào ngày mai đó. Và tiếp theo cái cập nhật mới nè mọi người đó, tăng số lượng nội thất của các ngôi nhà nè đó, thêm công thức mới, rồi một số mồi có thể là chế tạo theo số lượng nữa. À, cái này có thể là chúng ta sẽ là chế theo số lượng lớn nha mọi người đó. Bình thường là chúng ta sẽ là chế tạo được có một cái à đó, bây giờ chúng ta sẽ chế tạo mồi số lượng là ví dụ là 10 này, 20 gì đó. Rồi cải thiện để không cho biết câu thành công hay là không trước mini game khi câu cá khổng lồ. Rồi cái chỗ này là hơi đau nẻ đó các bạn ơi, tôi cũng chưa hiểu cái dòng này của nhà phát hành nữa mọi người đó. Ai mà hiểu thì nhớ là comment cho tôi là bó tay cái dòng này rồi đó. Rồi tiếp theo, cải thiện để cho phép xếp chồng và lưu trữ đã lên đến 99 rác cùng loại. À, cái này là chúng ta có thể là xếp rác cùng loại nhân 99 nha mọi người. Bình thường là chúng ta không thể nào mà xếp chồng được, bây giờ chúng ta có thể là xếp chồng. Rồi tiếp theo là thay đổi để người chơi bị chặn không thể để lại bài viết lên tường của người chặn. Rồi danh sách một số sản phẩm bốc thăm đã được đổi mới, cải thiện danh sách quà tặng. Rồi và khắc phục một số lỗi game. Và đó là tất cả những cái gì mới trong phiên bản cập nhật vào ngày mai đó. Nói chung là cái đợt này mình thấy không có cập nhật cái mới hay sao ta. Đó, mấy con voi trắng đó các bạn ơi, voi lưng ngựa trắng nè, cái nhà tán trắng đó các bạn, không thấy thông báo là có cái mới. Rồi và tiếp theo là cái lịch bảo trì là ngày 22 tháng 6, 6:30 đến 11 giờ nha mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mổ xẻ đó những cái hộp bốc thăm mới vào ngày mai đó. Chúng ta có tới là tặng là 4 cái hộp bốc thăm mới nha mọi người. Thì là chúng ta sẽ vào cái phần đó thông tin xác suất để kiểm tra những cái hộp bốc thăm mới này. Và có một cái hộp rất là đặc biệt, đó chính là cái hộp Bonobono này đó, quá là đặc biệt luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ nhắc vào cho các bạn xem đó, để chúng ta sẽ có hộp thuyền rồng nữa nè, hộp kim nữa nè các bạn ơi.
đó, rất là nhiều hộp bốc thăm nha, hộp bưu điện phép thuật nữa nè đó, và cái hộp đặc biệt đó chính là cái hộp bono này. Rồi còn đây là các thông tin đó về xác suất phần trăm trang phục bono là 1% nè đó, trang phục eragume 1.5% nè, rồi còn câu shimerisu nè đó 0.50%, xe dán bono 1%, cuốc bono 1%, thảm cỏ 2% đó. Và cái đặc biệt mình muốn nói đó chính là rất là nhiều cái món quà ở trong cái hộp bắp thăm này các bạn ơi, hơn là gần 20 cái món quà trong cái hộp bắp thăm này mọi người ơi. Đó, các bạn thấy cái hộp bắp thăm này mà nhiều đồ như thế này chưa, đấy, ba lô nữa nè, giường nữa các bạn ơi, rất là nhiều nha. Đó, gần 20 món quà trong cái hộp bắp thăm này các bạn ơi. Rồi, và không biết là cái hộp bắp thăm hay là mở bằng cái gì đây. Và tôi linh cảm là cái hộp bắp thăm này là mở bằng thỏi vàng nha các bạn ơi. Đó, thường thường là mấy cái trang phục là hợp tác bản quyền đó mọi người, ví dụ là giống như là Love Friend đó các bạn, nó là mở bằng thỏi vàng nha mọi người ơi, nó mua bằng thỏi vàng nha các bạn, chứ không phải là bằng kim cương đâu mọi người. Còn các bạn là đón bằng mở bằng kim cương hay là bằng thỏi vàng thì nhớ là comment phía dưới nha. Wow, và tiếp theo đây hình ảnh của cái trang phục trong cái hộp bốc thăm là bưu điện phép thuật đó các bạn ơi. Nó một cái chổi bưu điện phép thuật à, quá là ghê gớm nha. Và cái xác suất đó chính là 1.2%, cái chổi bưu điện phép thuật nè, xe đạp bưu điện phép thuật là chính là 2%, đồng phục bưu tá 3%, và mũ bưu tá là 5%. Đó, một cái trang phục rất là xịn sò luôn, cái chổi giống như trong cái phim Harry Potter đó các bạn ơi. Đó, một cái chổi bay nha. Rồi tiếp theo hộp bốc thăm thứ ba đó chính là hộp bốc thăm hộp kem. Đó, và cái gồm là cái là mũ kem nè, xác suất 1.5%, mũ kem bạc hà 1.50%, đó, mũ kem là sô cô la 1.5%, rồi thêm là các su kem. Đó, không biết là cái hộp bốc thăm gì đây, nhưng theo mình có nghĩa là bốc thăm trong cái sự kiện hay sao đó các bạn ơi. Đấy, thấy có su kem gì đây nè, có thể là hộp bốc thăm của cái sự kiện gì đó mọi người. Đó, chứ chưa biết cái su kem này su kem gì nữa các bạn ơi. Rồi tiếp theo hộp bốc thăm tiếp theo đó chính là hộp thăm thuyền rồng đó, là cái vật phẩm vô cùng giá trị đó chính là cái thuyền rồng như trong bức ảnh đó, và thêm là cái mũ rồng nha các bạn ơi, nó cực kỳ là xịn sò luôn, nhưng mà cái điều là cái tỷ lệ hơi thấp nha các bạn. À, hộp bốc thăm gồm có kim cương đỏ này 0.25% này, ngọc lục bảo 0.25%, thuyền rồng là 0.15%, và mũ rồng là 1% nha các bạn, đó cực kỳ là quý hiếm, xác suất thấp nha các bạn ơi, khó ra lắm mọi người. Và hộp bốc thăm này có thể là hộp thăm free miễn phí nha, tại là vì nó giống cái hộp bốc thăm bịt mắt nè các bạn ơi. À, nhưng mà mình mở hoài mà nó không ra cái viên kim cương xanh và cái viên kim cương thường đó mọi người ơi. À, mở mấy chục lần là nó không có ra các bạn, và nó cũng giống cái hộp bốc thăm mặt nạ hổ này nha mọi người. Đó, cái bộ này thì mình đã mở ra cái áo đó và cái nón nè mọi người, đó cái giày mình chưa có, không biết là hôm nay là có hên hay không đây, chứ là mình mở mấy cái hộp bốc thăm miễn phí này là cực kỳ là su cà nè luôn các bạn ơi. Đó, tôi mở mấy hộp bốc thăm miễn phí là không có hên. Ú là chơi. Rồi ra cái đồ đấu vật đen nè các bạn ơi, quá là nhân phẩm luôn, vừa mới nói là su cà nè ra cái bộ đồ luôn các bạn ơi, ảo thật đấy. Đó thì là cập nhật là chúng ta sẽ là nâng số lượng slot ở ngôi nhà lên nha, ví dụ nhà nhỏ là từ 500 lên là 600 rồi các bạn. Đó, nội nhà búp bê cũng là nâng số lượng nội thất là từ 500 lên 600 luôn. Và tiếp theo là cái nhà con gà cũng là nâng slot từ là 500 lên 600 luôn nha mọi người. Mà mình thấy cũng là rất là lệ nha các bạn. Đó, nâng cấp là nâng cấp hết luôn đi. U là trời, nâng cấp cả ba ngôi nhà là mọi người. Đó, chỉnh sửa cả ba ngôi nhà là các bạn ơi, còn mấy ngôi nhà là chưa có chỉnh sửa số lượng slot nha. Đó, vẫn là như cũ nè. Đó, tăng là hết luôn đi. U là trời, tăng cả ba cái mọi người. Và tiếp theo một cái cập nhật mới đó chính là số lượng rác các bạn ơi. Đó, xếp chồng được cái số lượng rác mình câu được nha mọi người. Đang cái này đáng lẽ là phải là có từ lâu rồi các bạn ơi. Đó, cái này là cái cơ bản đó mọi người, mà bây giờ là cái game mới cập nhật nha. Đó, rác này bà không xếp chồng được nha mọi người. Đó, cứ để rất là nhiều như thế này. Đó, đầy túi đồ luôn nha các bạn. Đó, và khi cập nhật mới là chúng ta có thể là xếp chồng được như là mấy cái viên đá quý này mọi người. Đó, 999 nè. À, phải như thế này nó mới gọi nha các bạn. Đó, còn bây giờ là chưa có cập nhật thì nó chưa có xếp chồng được mọi người. Rồi và tiếp theo một cái đó rất là nhiều cần thủ mong chờ, đó chính là cái chế tạo mồi câu đó các bạn ơi. Đó, có ai mất ăn mất ngủ vì chế mồi hay không mọi người. Đó, chế từng cái thì rất là lâu nha các bạn. Đó, nhưng mà trong phiên bản cập nhật mới thì chúng ta có thể là chế được số lượng là 10 lần một cái nha mọi người. Đó, 10 lần một lần luôn.
Đó, bình thường là chỉ chế tạo một cái thôi, nhưng mà khi cập nhật là chúng ta sẽ chế tạo một lần là 10 cái mồi. Đó, rất là nhanh, gấp 10 lần nha các bạn. Đỡ tốn thời gian ngồi chế tạo mồi. Đó, như vậy thấy cũng ok mọi người ơi. Và tôi là không biết là cái thời gian chế tạo trong bao lâu nữa nha các bạn. Đó, mong là sao cho cái hoàn thành ngay lập tức luôn, chứ đừng để cho 1 giờ 2 giờ nha. Thì cũng là ối sợ ồ luôn đó mọi người. Thì lại trong phiên bản cập nhật ngày mai đó, thì chúng ta sẽ là chế tạo thêm là cái vật phẩm mới của Bono Bono. Đó, và thêm cái mới đó chính là vé bốc thăm nữa nha mọi người. Một cái rất là đặc biệt. Và thêm là cái đồ trong cái sự kiện mới. Rồi ok. Còn cái đồ trong cái đợt cập nhật này là mình không có chế tạo mọi người. Đó, bằng thổi vàng đấy nha các bạn. Đó, hơi là tốn đó mọi người, nên là tôi không có chế tạo mấy cái bộ đồ này. Đó, đồ về phía nha các bạn. Mình chỉ chế tạo cái cần câu, cái kiếm thôi. Rồi, và tiếp theo đó mình sẽ ra cái khu vực mới vào ngày mai. Như theo cái hình ảnh đó thì là mình phỏng đoán cái khu vực đó chính là nằm ở ngoài Bà La Giang. Và là cái chỗ này nha các bạn ơi. Đó, chỗ mới của Bono Bono đây. Đó, như trong hình luôn nha mọi người. Thấy tôi đoán đúng có chính xác là các bạn. Và thì ngày mai chúng ta sẽ ra trải nghiệm một cái khu mới của Bono Bono. Và là thêm cái chỗ để câu cá mới đã để nhận cái vỏ sò Bono Bono đó nha các bạn. Một cái vật phẩm rất là đặc biệt. Và là thêm cái sự kiện mới nữa. Đó, thì là ngày mai chỗ này sẽ biến thành một cái khu cỏ đồng nội. Và là thêm cái chỗ câu cá đó, cây cối phủ bao quanh luôn nha các bạn. Như là trong ảnh nha. Đó, nhìn trong hình rất là đẹp nha mọi người ơi. Đó, thì có thể là sẽ hot trở lại nha các bạn. Mấy cái chỗ này lâu lắm rồi thì cũng không có đông người quay lại mọi người. Đó, cái chỗ này là hơi bị vắng đó các bạn. Đó, có thể là sau là ngày mai là cái chỗ này sẽ đông trở lại. Và khi là nhớ là qua đây là chúng ta sẽ là chế tạo cái món ăn mới và có hiệu ứng đặc biệt nha mọi người. Và mình không biết cái hiệu ứng đặc biệt đó là cái gì nữa nha các bạn. Đó, thì có thể là đợi trong ngày mai thì chúng ta sẽ là biết cái câu trả lời đó thôi. Rồi ok. Và đó tất cả những gì trong phiên bản cập nhật vào ngày mai đó và mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Rồi, còn bây giờ thì clip của mình cũng đã khá dài rồi các bạn ơi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu. Ta-da.